Thưa quý vị và các bạn, sỏi thận là sự lắng đọng những chất mà đáng lẽ là chúng có thể hòa tan theo nước tiểu. Và vì một lý do nào đó mà chúng đã kết tinh, lắng đọng và tạo thành sỏi trong thận. Tùy theo thời gian, vị trí và độ lắng đọng mà kích thước của chúng sẽ to hoặc nhỏ khác nhau. Và chuyên mục thuốc ba thang kỳ này sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một bài thuốc có tác dụng trong việc điều trị bệnh sỏi thận. Sỏi thận là một khối cứng được phát triển từ các tinh thể riêng biệt từ nước tiểu trong đường tiết niệu. Thông thường nước tiểu có chứa hóa chất ngăn chặn các tinh thể hình thành. Tuy nhiên ở một số người, việc ngăn chặn các tinh thể này không có hiệu quả, dẫn đến hình thành sỏi trong thận. Triệu chứng gây sỏi thận: đau ở háng, lưng, dưới xương sườn. Các cơn đau kéo dài từ 20 đến 60 phút, cường độ có thể thay đổi. Đau từ bụng ra lưng, từ bụng đến dưới háng. Nước tiểu đục, có mùi hôi hoặc có máu. Đau khi đi tiểu. Buồn nôn và nôn mửa. Đi tiểu liên tục. Sốt và ớn lạnh khi có dấu hiệu nhiễm trùng. Bác Vinh phát hiện mình bị sỏi thận cách đây 3 năm, nhưng do chủ quan nên bác không đi điều trị. Thời gian gần đây, bác thấy mình thường xuyên đi tiểu ra máu, nên bác đã đến bệnh viện để được các bác sĩ khám và tư vấn về phương pháp điều trị. Ngay sau khi khám bệnh cho bác Vinh, tiến sĩ Lê Thanh Nhạn, trưởng khoa thận tiết niệu Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã khuyên bác nhập viện và điều trị kịp thời căn bệnh của mình. Phác đồ điều trị sỏi thận thì chúng tôi là y học cổ truyền nên chúng tôi sẽ điều trị đông tây y kết hợp. Và về tây y thì chúng tôi vẫn điều trị theo phác đồ là chống viêm, giảm đau. Chống viêm thì chúng tôi dùng kháng sinh, giảm đau thì chúng tôi có thể dùng các thuốc giãn cơ trơn hoặc là thuốc ức chế thần kinh trung ương. Và ngoài ra chúng tôi có thể dùng thêm lợi tiểu. Thế thì bên cạnh đó chúng tôi có thêm bài thuốc y học cổ truyền gọi là bài thuốc tam kim bài thạch thang. Tam kim bài thạch thang thì gồm có các vị thuốc là có tác dụng bài thạch. Trong cấu trúc của bài thuốc thì có vừa tác dụng bài thạch, tức là tán sỏi, vừa có tác dụng là lợi niệu, lại có tác dụng chống viêm và lại có tác dụng là kiện tỳ ích khí. Bài thuốc tam kim bài thạch thang điều trị sỏi thận bao gồm các vị thuốc bông mã đề, chỉ xác, rễ cỏ chanh, đan sâm, đỗ trọng, hoàng kỳ, kê nội kim, kim tiền thảo, mưu tất, ô dược. Như trong bài thuốc thì chủ đạo để bài thạch đó là vị kim tiền thảo. Chúng tôi thường dùng từ đến 20 đến 30 gram. Thế thì kim tiền thảo là nằm trong nhóm thuốc là lợi niệu thẩm thấp bài thạch. Bên cạnh đó thì có vị thuốc gọi là kê nội kim cũng có tác dụng bài thạch. Và còn có vị thuốc nữa là vị hoạt thạch. Hoạt thạch cũng có tác dụng là bài thạch. Thì trong bài thuốc để bài thạch thì ba vị thuốc đó là chính. Nhưng để ba vị thuốc này có tác dụng thì chúng tôi phải có các cấu trúc của bài thuốc thêm, đó là cần có các vị lợi tiểu, tăng cường lợi tiểu. Đó là vị thuốc bông mã đề. Và bông mã đề có tác dụng lợi tiểu để giúp cho quá trình bài thạch theo cơ chế là nước chảy đá mòn. Còn đây là rễ cỏ chanh. Rễ cỏ chanh cũng là vị thuốc hỗ trợ. Rễ cỏ chanh này cũng có tác dụng lợi niệu, cầm máu. Trong tất cả các cái chứng đáy máu, có thể do đáy máu do bệnh lý của tiểu cầu thận, cũng có thể đáy máu do sỏi thận hoặc là đáy máu do nhiễm khuẩn tiết niệu thì đều có thể dùng. Nó vừa có tác dụng thanh nhiệt giải độc, vừa có tác dụng chỉ huyết, vừa có tác dụng lợi niệu, cho nên rất tốt trong những trường hợp mà sỏi thận. Hoàng kỳ. Vì sao hoàng kỳ lại có tác dụng trong bài thuốc này để điều trị sỏi thận? Bởi vì theo lý luận của y học cổ truyền thì tất cả các vị thuốc mà có tác dụng bổ khí, và chỉ có khí thì mới có tác dụng là làm cho khởi động và cổ động tất cả các cơ quan tạng phủ hoạt động. Chính vì vậy mà phải có bổ khí thì mới làm cho đẩy được các cái gọi là ứ, là trệ. Ví dụ như thủy dịch cũng cần phải lưu thông, ví dụ như sỏi cũng cần phải lưu thông, chính vì vậy phải có hoàng kỳ. Bên cạnh hoàng kỳ thì đi với các vị bổ khí bao giờ chúng tôi cũng có các vị hành khí, đó là gì ạ? Đó là chỉ xác. Chỉ xác nằm trong nhóm hành khí, giúp cho các tác dụng bổ khí được tốt hơn, và ngược lại các vị bổ khí cũng tác dụng cho các vị hành khí tốt hơn. Đây là vị thuốc ô dược, cũng là vị hành khí. Và bên cạnh đó thì chỉ xác, ô dược và những các vị hành khí, ngoài nó có tác dụng là hành khí để cho cái sự lưu thông huyết mạch tốt hơn, nó còn có tác dụng giảm đau. Và bên cạnh đấy chúng tôi có thêm các vị thuốc bổ thận, đó là ngưu tất. Ngưu tất vừa có tác dụng hoạt huyết, vừa có tác dụng giãn cơ trơn, vừa có tác dụng lợi niệu, lại vừa có tác dụng bổ thận. Chính vì vậy mà dùng trong cái phương này nó cũng hỗ trợ cho các vị chính như là các vị bài thạch được phát huy tác dụng của nó tốt hơn. Và bên cạnh đó bổ thận còn có đỗ trọng. Đỗ trọng có tác dụng bổ thận,
Tiếp theo là vị thuốc đan sâm. Đan sâm là nằm trong nhóm thuốc hoạt huyết, bổ huyết. Nếu như dùng liều nhỏ thì là bổ huyết, dùng liều lớn là hoạt huyết. Thế thì đan sâm còn có tác dụng là giãn cơ trơn. Chính vì vậy mà đan sâm kết hợp với hoàng kỳ, kết hợp với chỉ xác, với ô dược là những các vị thuốc vừa hành khí hoạt huyết. Hành khí hoạt huyết là làm thông mạch, mà đã thông mạch thì là sẽ giảm được đau. Cho nên là rất dùng rất tốt cho những bệnh nhân, cho những bệnh nhân sỏi thận. Như vậy là trong bài thuốc của chúng ta là có các vị thuốc bổ khí, có vị thuốc bài thạch, có những vị thuốc lợi niệu, có vị thuốc là hành khí hoạt huyết. Tất cả với bốn cái phác đồ này tổng hợp lên thì tạo thành một cái phương thuốc tam kim bài thạch thang, vừa có tác dụng bài thạch, vừa có tác dụng giảm đau trong cắt cơn đau quặn thận, lại vừa có tác dụng chống nhiễm khuẩn tiết niệu khi mà có sỏi. Sau hơn một tuần điều trị bằng bài thuốc tam kim bài thạch thang cùng với chế độ ăn uống và luyện tập nghỉ ngơi hợp lý, bác Vinh đã thấy tình trạng sức khỏe của mình dần ổn định. Từ hôm tôi vào đến giờ thì tôi thấy là nó cũng ổn định, mà đi giải nó được nhiều hơn và nó không còn ra máu nữa. Và những cái cơn đau mà mình cảm nhận được thì thấy nó đỡ. Thế thì nói chung là hôm nay thì tôi thấy nó cũng được cải thiện nhiều về bệnh. Một số lời khuyên cho bệnh nhân bị sỏi thận. Nếu từng mổ sỏi thận, bạn nên giữ lại một vài viên để bác sĩ xét nghiệm, xem xét cấu tạo và hiểu rõ về nguyên nhân gây bệnh. Uống nhiều nước hoa quả, đặc biệt là nước lọc, uống đủ nước, khoảng trên 2,5 lít mỗi ngày sẽ giúp cho việc bài tiết nước tiểu, tránh để xảy ra tình trạng cô đặc. Thực hiện chế độ ăn ít canxi, bởi vì lượng canxi bổ sung có thể làm tăng nguy cơ bị sỏi thận. Nếu nước tiểu có axit, bạn nên ăn ít thịt, cá và thịt các loại gia cầm và thủy cầm. Tất cả các loại thức ăn này đều làm tăng lượng axit trong nước tiểu. Chuyên mục thuốc hoa thang vừa rồi đã kết thúc chương trình Y học phương Đông kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.